Hello, xin chào. Bác sĩ Ngân đã quay trở lại với các bạn. Và chúng ta lại tiếp tục đề tài PRP. Hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ cho các bạn 4 cái sai lầm mà khi chúng ta sử dụng PRP. PRP là một cái phương pháp điều trị hiện nay rất được ưa chuộng và có hiệu quả rất cao. Hiện nay các thẩm mỹ viện lớn trên ở Việt Nam nói riêng cũng như là các thẩm mỹ viện ở trên toàn thế giới hiện nay ứng dụng rất nhiều vào PRP. Ở Việt Nam chúng ta ứng dụng vào cái PRP cũng rất là khá là phổ biến. Và có một cái điều thực trạng là ở Việt Nam thì có những cơ sở thẩm mỹ không có các bạn có trình độ về y khoa, các bạn không hiểu nhiều về vấn đề mà về bên y học, tức là không cơ sở đó không có bác sĩ chuyên khoa về bên thẩm mỹ hoặc là chuyên khoa có kiến thức về y khoa thực hiện những cái phương pháp này. Chúng ta chỉ được truyền tay nhau là nói rằng cái phương pháp PRP nó hiệu quả và ứng dụng rất là tốt trong vấn đề nha. Thí dụ như trẻ hóa da, vấn đề xóa nhan, vấn đề điều trị sẹo. Nhưng mà chúng ta lại không có đi sâu vào vấn đề mà sử dụng, ứng dụng cái PRP như thế nào. Nên hiện nay thì có một số nơi còn đang làm rất là sai rất nhiều vào cái quy trình mà điều trị PRP. Hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ cho các bạn 4 cái sai lầm khi chúng ta sử dụng PRP trong cái làm đẹp. Cái sai lầm đầu tiên mà cơ sở thẩm mỹ chúng ta hay gặp phải đó là cái khâu lấy máu. Khi rút máu bệnh nhân thì chúng ta sử dụng cái ống tiêm 20cc để chúng ta rút máu. Cái xi lanh đó khi chúng ta rút máu thì chúng ta rút máu bằng hoàn toàn bằng tay. Thì nếu cái áp lực mà chúng ta rút máu không đều thì nó sẽ gây ra hình tượng gì? Nó sẽ làm cái mạch máu của chúng ta nó gì? Khi chúng ta rút máu mà quá mạnh, không đều và quá mạnh như vậy, cái phản ứng của thành mạch của chúng ta là khi mà gặp một cái tác động gì đó vào thành mạch thì lập tức cái mạch sẽ co lại. Co lại để làm gì? Co lại để cầm máu, tức là có là đó là cái phản ứng đầu tiên của cái thành mạch. Khi mà gặp một cái tác động thì nó co mạch lại. Thì khi nếu chúng ta rút không đều tay, rút cái tốc độ mạnh quá thì cái thành mạch nó sẽ co lại. Co lại như vậy thì nó sẽ nảy sinh hai vấn đề, là cái thứ nhất là chúng ta sẽ khó lấy máu, và cái vấn đề thứ hai là làm vỡ hồng cầu. Và khi mà hồng cầu nó bị vỡ như vậy thì nó sẽ sản sinh ra một loạt cái phản ứng hóa học kèm theo. Và những cái phản ứng hóa học này nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề chất lượng của cái huyết tương đó. Vậy nên cái phương pháp giải pháp mà tốt nhất bây giờ là chúng ta nên sử dụng cái ống áp lực âm, tức là trong đó người ta sản xuất cái áp lực âm rồi. Khi chúng ta rút máu thì cái áp lực tốc độ rút máu nó sẽ ra được rất là đồng đều và nó không gây hiện tượng là bể hồng cầu. Cái sai lầm thứ hai đó là chúng ta sử dụng cái ống kít lấy máu ở trong bệnh viện, tức là chúng ta sử dụng những cái ống kít 15ml của dòng bệnh viện màu xanh nhọn nhọn ra. Thì cái ống kít này ở trong bệnh viện người ta dùng để làm gì? Ta dùng để đựng máu để làm xét nghiệm, tức là người ta chỉ lấy máu ra và người ta quay, ta xét nghiệm những cái thành phần, phân tích xem những cái thành phần trong máu này có bệnh lý gì hay không, bình thường hay không bình thường. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng PRP để mà cấy trở vô cơ thể thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một quy trình vô trùng tuyệt đối. Tức là khi mà cái ống kít này chúng ta sử dụng thì hoặc là chúng ta phải được hấp tiệt trùng, hoặc là chúng ta sử dụng cái ống mà áp lực âm đã được tiệt trùng bảo đảm trước đó rồi. Và cái nữa là trong cái ống mà xét nghiệm cho bệnh viện thì không có sẵn cái chất chống đông, chúng ta phải tự pha chế cái chất ống chống đông vào trong cái ống nghiệm đó để mà làm cho ngăn quá trình đông máu, chúng ta mới chiết tách được cái huyết tương. Thì khi chúng ta sử dụng chất chống đông thì chúng ta cũng phải hiểu rõ về chất chống đông, cái chất chống đông nào nó an toàn cho cơ thể và chất đông nào chỉ dùng cho xét nghiệm. Nếu mà cái chất chống đông mà an toàn để mà sử dụng ngược lại cơ thể của mình, tiêm vào cơ thể mình được thì phải là cái chất chống đông mà ACD. Thì cái chất chống đông đó nó mới an toàn cho cơ thể chúng ta. Và nếu chúng ta sử dụng sai chất chống đông, chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm cho cái người sử dụng. Cái sai lầm thứ ba đó là vấn đề chiết tách tiểu cầu. Khi chúng ta chiết tách huyết tương, chúng ta lấy được một lượng máu rồi thì chúng ta đem quay đi tâm, chúng ta sẽ lấy được một cái lượng là huyết tương riêng và cái lớp hồng cầu riêng. Trong máu chúng ta gồm có 3 thành phần: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và cái huyết tương. Thì khi mà chúng ta quay đi tâm thì chúng ta sẽ phải làm sao tách được 3 cái thành phần đó ra thì chúng ta mới lấy được cái tiểu cầu mà giàu tiểu cầu. Còn nếu chúng ta quay với cái tốc độ mà không đúng cái số vòng của cái máy quay đi tâm thì cái vấn đề chúng ta sẽ không chiết tách được cái huyết tương giàu tiểu cầu. Khi mà chúng ta chiết tách ra, khi chúng ta quay ly tâm của cái ống máu đó thì nó, nếu chúng ta quay ly tâm với tốc độ là 2000 vòng trên 1 phút
thì chúng ta sẽ chỉ phân tách được hai lớp là lớp huyết tương và lớp hồng cầu ở dưới thôi. Lớp huyết tương này nó sẽ lẫn lộn ở trong cái huyết tương này là vừa hồng, vừa bạch cầu, vừa tiểu cầu và cái huyết thanh. Nếu chúng ta quay với tốc độ là 4.000 vòng thì sẽ được phân được, tách bạch được 3 lớp riêng biệt, tức là lớp dưới cùng là lớp hồng cầu, lớp kế là lớp bạch cầu và lớp tiểu cầu, dầu tiểu cầu, và cái lớp trên cùng là cái lớp nghèo tiểu cầu, tức là cái lớp huyết thanh mà trong đó tiểu cầu nó rất là ít. Thì đó, khi chúng ta quay 4.000 vòng, nếu chúng ta sử dụng cái ống mà xét nghiệm áp lực âm thì chúng ta quay với 4.000 vòng một lần, chúng ta có thể đạt được mục đích là chúng ta lấy được cái lớp huyết tương vào tiểu cầu. Và cái tỷ lệ của cái lớp huyết tương vào tiểu cầu này, khi trong máu chúng ta mà chúng ta quay đi tâm 4.000 vòng thì cái tỷ lệ mà để chúng ta lấy được cái lớp huyết tương vào tiểu cầu này nó chỉ khoảng phần 10. Tức là nếu mà thí dụ như chúng ta 10ml máu thì chúng ta sẽ quay lấy được 1ml huyết tương vào tiểu cầu. Và để đạt được cái kết quả mà mong muốn thì chúng ta phải lấy được cái lớp huyết tương vào tiểu cầu này thì chúng ta mới sử dụng thì mới tốt. Còn nếu chúng ta sử dụng hết cái lớp huyết tương mà chúng ta thấy màu vàng á, tách giữa màu đỏ màu vàng, chúng ta sử dụng hết cái đó thì trong đó nó lẫn lộn, và cái lớp huyết tương đó thì nó vừa tiểu cầu vừa huyết tương thì nó sẽ không có cô đặc, nó không đậm đặc được cái lớp huyết tương dầu tiểu cầu thì nó cũng không có tác dụng nhiều. Và cái sai lầm thứ tư đó là vấn đề mà hoạt hóa tiểu cầu. Tại khi mà tiểu cầu chúng ta đã chiết xuất được, nếu các bạn làm đúng kỹ thuật, các bạn đã rút được một cái lớp huyết tương dầu tiểu cầu rồi, thì vấn đề chúng ta phải sử dụng chất hoạt hóa để làm cho làm gì? Để chúng ta kích thích giải phóng các yếu tố tăng trưởng, và những cái yếu tố tăng trưởng này nó mới có cái tác dụng tốt đối với cái cơ chế mà tái tạo da mới, sửa chữa da mới thì nó mới tốt hơn. Còn nếu chúng ta chỉ lấy tiểu cầu không thì đương nhiên, dĩ nhiên nó cũng có thể là có tác dụng nhưng mà nó rất là ít, nó không có tác dụng nhiều. Nếu và cái hoạt hóa, cái phương pháp hoạt hóa tiểu cầu thì cũng có, bây giờ thì cũng rất là nhiều cái phương pháp hoạt hóa tiểu cầu. Chúng ta có thể sử dụng canxi clorua, chúng ta có thể sử dụng bằng cơ học, hoạt hóa bằng cơ học, tức là có cái bộ kit nó bằng cơ học, nó làm nó người ta sản xuất ra cái bộ kit để mà khi mà chúng ta đi đưa cái huyết tương đi ngang qua thì cái bộ kit này, nó cái dụng cụ mà hoạt hóa tiểu cầu này nó có cái kích thước đường kính rất là nhỏ, thì tiểu cầu mà đi qua cái đường kính này nó sẽ bị phá vỡ ra. Chúng ta giống tưởng tượng như là chúng ta nghiền nát cái tiểu cầu này ra, thì khi mà cái tiểu cầu nó đi ngang cái ống cơ học đó thì nó phá vỡ ra và nó giải phóng ra cái chất tăng trưởng. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp là nhiệt, đó là cũng hoạt hóa tiểu cầu được. Và đương nhiên nếu tiểu cầu được hoạt hóa thì kết quả chúng ta mới thành công, còn nếu chúng ta không hoạt hóa thì cái kết quả chúng ta sử dụng cũng rất là ít. Các bạn thân mến, tôi vừa chia sẻ cho các bạn 4 cái sai lầm mà thường gặp trong cái sử dụng cái biện pháp PRP. Xin các bạn hãy chia sẻ cái video này cho mọi người cùng biết, tại biết đâu cái kiến thức này với một số người thì rất là quan trọng. Tại vì ngoài kia thậm chí thực sự là có những người chưa hiểu rõ về vấn đề PRP và cách làm PRP, và nếu người ta làm sai thì hậu quả thì cái người khách hàng sẽ là gánh chịu, thì rất là tội cho khách hàng. Nên xin các bạn hãy chia sẻ cái video này cho nhiều người cùng biết cái cách làm PRP. Và các bạn cũng đừng quên like và đăng ký kênh của tôi, kênh YouTube của bác sĩ Đào Kim Ngân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.